Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 44. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến tài chính, hải quan. Hai nội dung quan trọng được thảo luận tại phiên họp này là về nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019. Theo tờ trình của Chính phủ, qua đánh giá 20 năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho thấy, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng trên năm. Giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng trên năm. Giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 trung bình khoảng 7.438,5 tỷ đồng trên năm. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được của việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội ban hành nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để kéo dài thời gian thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng trên năm. Về vấn đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2019, Chính phủ đánh giá là đã có những chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện mạnh mẽ hơn, có tác động cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, toàn diện, vẫn còn những hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công chậm, còn tình trạng một bộ phận cán bộ công chức sách nhiễu, gây phiền hà trong xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu do tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương một số nơi bị buông lỏng, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản lý, thực thi chính sách chưa cao. Một số nội dung khác về lĩnh vực tài chính cũng được đưa ra thảo luận như việc phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019, việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí, điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang một số đơn vị liên quan, và cho ý kiến về nghị định quy định một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội.